Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục video này em sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn glam một con tục cần có tên là Satidot. Đây là cũng làm của trên của Dotcoin nha tất cả các bạn. Thì con này còn 11 ngày nữa sẽ lướt trên sàn PancakeSwap. Thì để glam được thì các bạn copy phần link dưới mô tả video mình dán vào trình duyệt DApp trên YouTube Wallet nha các bạn. Trong mạng BSmart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào glam airdrop nè. Và bấm kết nối nè. Con này các bạn có thể chat nha các bạn. Thấy kèo này khá là ngon đó. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.005 BNB, khoảng 0.2 đô các bạn. Rồi các bạn chờ cho nó xác nhận blockchain chút xíu nha các bạn. Ok, mình đã về được 80 triệu token Satidot này các bạn. Con này tổng cộng 3, 6, 9, 12, 15 token. Âm 15 số 0. Hiện tại có 5.677 holder các bạn. Các bạn copy con chắc của nó nè. Rồi các bạn mở trình duyệt cái chocolate của mình ra các bạn. Các bạn dán con chắc nó vào. Rồi con này thì các bạn thêm vào để chia hợp đồng của các bạn. Rồi tên và ký hiệu nè. Thì các bạn gì copy đi sang qua thôi nha các bạn. Tôi cần Satidot. Ký hiệu là Satidot, số tài khoản là 6 các bạn. Số tài khoản là 6. Rồi bấm làm xong rồi các bạn. Các bạn bật đáp lại. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 80 triệu token Satidot nữa các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn claim 80 triệu token Satidot nên mới thúc các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.